Airbnb là một cái platform cho thuê phòng ở trên thế giới. Thì hiện tại là ở Việt Nam cũng có một số người có phòng trống thì người ta cho thuê. Thì hiện tại căn hộ của mình đang thuê là, ví dụ đi ha, nó khoảng là 12 triệu một tháng. Thì nếu mình kinh doanh mà tiềm năng thì thật sự thì mình có thể nhân lợi nhuận mình lên gấp 3 lần là khoảng 36 triệu. Thường là khách nước ngoài và Đình thích tiếp xúc với lại nhiều người mới nên là Đình cho thuê ngắn hạn. Đây là một mô hình nó rất là tiềm năng trong tương lai luôn. Chắc chắn ai cũng có mục tiêu và ai cũng có ước mơ. Thì mình là một người đi tìm kiếm cơ hội để đạt được ước mơ đó. Thì vô tình thì mình biết được cái xu thế về Airbnb. So với cho thuê nhà dài hạn bình thường thì cái kiểu này được lời nhiều hơn, nhưng mà nó sẽ tốn công nhiều hơn. Mình phải làm dịch vụ tốt hơn rồi mình phải chăm sóc khách hàng. Còn cho thuê dài hạn thì thường sẽ không cần những cái đó. Rủi ro của nó thực sự là cũng có, chắc chắn nhắc về kinh doanh á, thì cái nào thì mình cũng thấy có rủi ro. Mình cho kinh doanh dài hạn thì mình sẽ được một khoản nhất định hàng tháng, nhưng mà còn cái này thì những tháng cao điểm thì mình có thể lời, nhưng mà có những tháng thấp điểm thì có thể là mình hồi vốn hoặc là có khi là lỗ. Ta có thể làm hư hỏng cái gì đó, nó cũng là rủi ro mà cái kinh doanh này thì cũng phải gặp thôi. Và đặc biệt hơn nữa thì Airbnb họ có một những cái chương trình bảo vệ khách hàng, bảo vệ cả host là giống như những người kinh doanh giống như mình, bảo vệ những người khách hàng là những người đi thuê những căn hộ giống như mình, thì họ đều có những cái cách để bảo vệ rất là hay. Đối với Airbnb nó hiện tại là một cơ hội, thì nếu cơ hội mình là người đi trước xu thế thì chắc chắn tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Thì về chắc chắn tỷ lệ rủi ro nó sẽ có đó, nhưng mà nó không đáng kể.